Hiện tại bây giờ là 5 giờ đúng. Bọn mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ thành phố Châu Đốc đi lên thành phố Biên Hòa. Trên đoạn đường bọn mình đi thì chắc tầm khoảng 8 đến 9 tiếng. Bọn mình đi với hai bạn nữ. Thì nếu có cái gì vui và thú vị á, bọn mình sẽ chia sẻ và quay lại cho các bạn cùng xem nha. Nhớ theo dõi bọn mình nha.